Hi, xin chào các bạn. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là một quốc gia láng giềng với Việt Nam của chúng ta. Không những vậy, Lào còn được coi là người anh em gắn bó, thân thiết với Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. Việt Nam và Lào có đường biên giới dài tới 2.340 km, trải dài suốt 10 tỉnh của Việt Nam là Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum. Tiếp giáp với 10 tỉnh phía Lào, Việt Nam và Lào là hai quốc gia láng giềng lâu đời của nhau. Trong nhiều giai đoạn lịch sử, Lào chịu sự chi phối giữa Xiêm La và Đại Việt. Các vùng đất của Lào cũng là nơi hoạt động của nhiều nghĩa quân trong lịch sử Việt Nam. Trong đó nổi tiếng là khởi nghĩa của vua Lê Lợi đánh đổ giặc Minh. Đến khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, Lào cũng rơi vào ách đô hộ của thực dân từ đó. Trong giai đoạn đấu tranh chống thực dân Pháp cuối thế kỷ thứ 19, với các phong trào cần vương, khởi nghĩa nông dân, nhiều cuộc nổi dậy của người Việt cũng đã lan sang và phát triển tại Lào. Đến năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, lãnh đạo phong trào đấu tranh trên cả ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia theo con đường cách mạng vô sản. Năm 1945, hai nước cùng tiến hành tổng khởi nghĩa vào tháng 8 đánh đuổi phát xít Nhật, lật đổ ách thống trị hơn nửa thế kỷ của thực dân Pháp. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Việt Nam tuyên bố độc lập. Đến ngày 12 tháng 10 năm 1945, Lào cũng tuyên bố độc lập, trở thành những quốc gia độc lập đầu tiên tại Đông Nam Á. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 đến 1954, thực dân Pháp phải đối phó với sự kháng cự mạnh mẽ từ bộ đội Việt Nam và Pathet Lào, đặc biệt là khu vực biên giới hai nước. Tại Lào trong năm 1953, lực lượng Pathet Lào cùng với bộ đội tình nguyện Việt Nam liên tiếp đánh chiếm nhiều vùng do Pháp và chính quyền Vương quốc Lào nắm giữ. Đến cuối năm 1953, Pathet Lào kiểm soát được lực lượng Thượng Lào, một số tỉnh tại Trung và Hạ Lào. Những thắng lợi quan trọng trên đất nước Lào đã giúp Việt Nam xây dựng hậu phương vững chắc, tạo thế tấn công mạnh mẽ và cuối cùng hạ dứt điểm Pháp tại Điện Biên Phủ, một cứ điểm nằm gần biên giới Việt-Lào, bao quát toàn bộ Bắc Đông Dương và được Pháp kỳ vọng sẽ là cái bẫy nghiền nát bộ đội Việt Nam. Đến kháng chiến chống Mỹ Ngụy từ năm 1955 đến năm 1975, trong thời gian đầu, các lực lượng vũ trang Pathet Lào và bộ đội tình nguyện Việt Nam đã phối hợp chiến đấu giữ vững trước các đợt càn quét của Mỹ Ngụy, đồng thời giải phóng nhiều vùng rộng lớn, trong đó có nhiều địa bàn chiến lược quan trọng như cánh đồng Chum, Siêng Khoảng, Sầm Nưa, góp phần bảo vệ miền Bắc Việt Nam. Từ đầu năm 1961, Mỹ đẩy mạnh việc đánh phá, hòng ngăn chặn việc vận chuyển của đoàn 559 trên tuyến Đông Trường Sơn, để đáp ứng nhu cầu chi viện ngày càng lớn cho chiến trường miền Nam Việt Nam. Việt Nam và Lào đã thỏa thuận thống nhất chủ trương mở đường vận chuyển chiến lược sang phía Tây Trường Sơn. Trong suốt khoảng thời gian đó, Lào đã trở thành địa điểm đánh phá chủ chốt của máy bay Mỹ khi số lượng bom đạn thả xuống đây còn vượt cả Việt Nam. Tổng cộng, Mỹ đã thực hiện 230.516 phi vụ ném bom sang lãnh thổ Lào một cách chính thức. Tuy nhiên, đây chỉ là những phi vụ được ghi chép chính thức, còn rất nhiều phi vụ không chính thức khác khi không quân Mỹ sau khi không kích xong ở Việt Nam bay về Thái Lan qua không phận Lào cũng đã đánh phá. Phía Mỹ tự khẳng định, ở Lào hiện đang còn khoảng 80 triệu quả bom và thiết bị nổ vẫn chưa được kích nổ hoặc tự nổ vốn do không quân Mỹ thả xuống mảnh đất này trong thời gian từ năm 1964 đến năm 1973. 80 triệu quả bom và thiết bị nổ này thực tế chỉ chiếm 1% số lượng bom và vật liệu nổ từng được Mỹ thả xuống Lào, cho thấy lượng bom khổng lồ mà Mỹ từng trút xuống mảnh đất này. Nhưng cuối cùng, số bom đạn khổng lồ đó đã không khuất phục được người Lào, Việt và tuyến đường Trường Sơn đã trở thành huyền thoại, đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến. Sau chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975, tại Lào, các lực lượng cách mạng cũng đã giải phóng được thủ đô Viêng Chăn tháng 12 năm 1975. Đến năm 1979, khi tiến hành giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, quân tình nguyện Việt Nam lại nhận được nhiều sự giúp đỡ từ Lào tại các khu vực biên giới Campuchia-Lào. Đồng thời, khi quân đội Trung Quốc gây ra cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam, Lào là một trong những nước lên tiếng mạnh mẽ nhất ủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến chống lại Trung Quốc xâm lược và cắt đứt quan hệ với Trung Quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, hai dân tộc Việt và Lào sống bên nhau trên cùng một giải đất, có cùng chung một dãy núi Trường Sơn, hai dân tộc chúng ta đã nương tựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau như anh em. Và đúng như vậy, lịch sử đã chứng minh nếu không có Lào, chắc hẳn con đường độc lập thống nhất của Việt Nam sẽ khó trăm bề. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video thú vị, đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho đội ngũ sản xuất của kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.